Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ ngành địa phương đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi gửi chính phủ. Theo đó thì Bộ Tài chính kiến nghị xóa hơn 26.500 tỷ đồng nợ thuế không thể thu hồi. Với đề xuất này, các chuyên gia và doanh nghiệp liệu có đồng tình hay không? Và làm thế nào để thực hiện một cách minh bạch và công bằng, cũng như không tạo tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp. Và đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Bộ Tài chính đề nghị xóa hơn 26.500 tỷ đồng nợ thuế. Và trước tiên, kính mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tổng số nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt là 78.619 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do ngành thuế quản lý là 73.145 tỷ đồng. Số nợ thuế các loại do ngành hải quan quản lý là 5.474 tỷ đồng. Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ đối với một số trường hợp như: 1. Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ tiền chậm nộp thuế đối với người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được thực hiện thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp, tiền phạt nộp chậm. Số tiền chậm nộp đề nghị xóa ước tính đến 31 tháng 12 năm 2015 là hơn 542 tỷ đồng. 2. Đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước năm 2018 của người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp khó khăn bất khả kháng. Mức xóa tiền chậm nộp thuế không vượt quá giá trị thiệt hại. Tổng số nợ Bộ Tài chính muốn xóa ước tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2017 vào khoảng 1.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với những trường hợp không còn khả năng thu do người nộp thuế thực tế đã giải thể, trừ trường hợp giải thể để chia tách, sáp nhập, chuyển đổi, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, thực tế không còn hoạt động trước năm 2017. Những đối tượng này không còn khả năng nộp ngân sách và đã được cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Số tiền ước tính lên đến hơn 24,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, người nộp thuế là doanh nghiệp tổ chức hơn 22,2 nghìn tỷ đồng, hộ cá nhân kinh doanh hơn 2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng số thuế được đề xuất xóa là khoảng 26.500 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, trước đề xuất xóa nợ thuế của Bộ Tài chính, thì hầu hết các chuyên gia kinh tế đều tỏ ra đồng tình và cho rằng nếu cứ tiếp tục duy trì số nợ không thể thu hồi sẽ dẫn đến những con số ảo trong quá trình cân đối thu chi ngân sách, nên việc xóa nợ thuế là cần thiết trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Tính đến cuối năm 2017, tổng số tiền nợ thuế chậm nộp phạt không thể thu hồi đã lên tới hơn 35.000 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng nợ. Thực tế thì nợ thuế không có khả năng thu là bài toán khó giải của ngành tài chính nhiều năm nay. Nợ không xóa được lại cộng với tiền phạt chậm nộp, khoản nợ thuế ngày càng cao không xử lý được. Rất là những doanh nghiệp đã giải tán hoặc không có khả năng thu hồi. Mà khi đã giải tán không có khả năng thu hồi thì chắc chắn là cái việc giảm miễn là một điều tất yếu. Mà giả sử mình cứ để trên con số treo như vậy thì nó sẽ gây một cái ảo trong cái quá trình cân đối thu chi của ngân sách. Theo luật quản lý thuế thì Bộ Tài chính đã có quy định xử lý xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp cho người nộp thuế. Tuy nhiên thì kết quả xử lý lại rất thấp. Qua giả soát tổng hợp, Bộ Tài chính cho rằng giải pháp xóa nợ thuế theo quy định chưa bao quát được hết thực trạng kinh doanh, chưa xử lý được tồn tại về nợ thuế không thể thu hồi, được phát sinh do những nguyên nhân khách quan dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý. Bối cảnh kinh tế nó đã thay đổi. Nếu chúng ta tập trung quá nhiều nguồn lực vào câu chuyện đòi nợ và những khoản nợ không thể, nó sẽ rất mất tốn kém thời gian của xã hội. Nó thế thôi. Câu chuyện là đi đòi nợ và phương pháp đòi nợ và bao lâu đòi được nợ, nó là cả một vấn đề. Việc đề xuất như này là đề xuất không phải là vu vơ, có góc nhìn và có căn cứ. Căn cứ để đầu tiên là căn cứ về thời gian. Đã 3 lần rồi, tôi nghĩ rằng là gắn với 2 lần và 2 kỳ tài khoá rồi. Theo chủ quan của tôi thì tôi mong rằng và tôi hy vọng rằng lần này sẽ thông qua được. Để giảm thiểu chi phí và nguồn lực với những khoản nợ thuế còn khả năng thu hồi được, Bộ Tài chính đã kiến nghị xóa 26.500 tỷ đồng tiền nợ thuế. Đề xuất của Bộ Tài chính là thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với một số trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng, do trở ngại khách quan hoặc những trường hợp không còn khả năng thu, theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế là phù hợp với thực tiễn. Bộ Tài chính này đang áp dụng cho những doanh nghiệp gặp phải những cái trường hợp rất là éo le, có nghĩa là gặp trường hợp
là họ đã trong một cái trạng thái là kinh doanh không hiệu quả và dẫn tới giải thể phá sản. Rồi những cái trường hợp mà liên quan đến những cái rủi ro bất khả kháng là thiên tai địch họa, thì đây là những cái trường hợp nó rất là đặc biệt rồi. Chính vì vậy mà cái giải pháp hỗ trợ của Bộ Tài chính cho những doanh nghiệp như vậy và cho những cái cán bộ công nhân viên của những doanh nghiệp đó thì nó rất là phù hợp. Bởi vì nó là một trong những cái hành động để san sẻ cái khó khăn của những cái doanh nghiệp rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Còn đối với những doanh nghiệp mà hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, họ tạo ra lợi nhuận, thì việc họ chấp nhận đóng thuế theo đúng quy định là việc mà pháp luật đã ghi rất rõ rồi. Và chúng tôi cho rằng là nó ở đây nó cũng không có một cái sự bất bình đẳng nào cả. Bởi vì không một doanh nghiệp nào muốn rơi vào cái trường hợp bị phá sản hoặc là bị rơi vào cái trường hợp bị gặp thiên tai địch họa là như vậy. Và do đó thì chúng tôi cho rằng là cái chính sách đó là chính sách phù hợp. Tôi cho rằng là sớm muộn thì cũng phải giải quyết theo đề xuất thôi. Vì nguyên tắc là dù có vay nợ thương mại hay có nợ nần hay có một cái gì đấy thì đến một cái mức độ nào đấy không thể thu hồi được nữa, thì những con số đấy nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự thật, đến cái xem xét cái kết quả của cái công việc của số liệu. Cái khó và cái cần thiết đấy là đánh giá làm sao để tránh thất thoát, tránh lợi dụng, tránh sơ hở. Chứ còn đâu, nếu như mà người ta chết rồi, doanh nghiệp phá sản rồi, hoàn toàn không còn một cái cơ sở nào để thu nữa, thì tốt nhất là chúng ta hãy xóa khỏi sổ sách. Bên cạnh đó, theo luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp muốn dừng hoạt động hợp pháp phải thực hiện quyết toán thuế và được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế. Tuy vậy, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp giải thể phá sản khi đã nợ nần chồng chất, không còn khả năng trả nợ, nên thay vì thực hiện các thủ tục rườm rà thì đã âm thầm rút khỏi thị trường mà không cần thông báo với cơ quan chức năng. Như vậy, nếu dự thảo trên được thông qua, các doanh nghiệp đã giải thể phá sản hoặc bỏ kinh doanh trước năm 2017 đã may mắn được xóa nợ thuế. Đây là một chính sách tốt, tại vì nó sẽ hỗ trợ phần nào cho những chủ doanh nghiệp. Người ta có thể là đỡ những cái khoản nợ khi mà doanh nghiệp người ta không thể hoạt động được nữa. Tại vì thông thường ở Việt Nam mình thì đa số nhiều doanh nghiệp phá sản người ta không thèm thông báo. Người ta chỉ gọi là không hoạt động nữa. Nhưng mà người ta không biết là nếu không hoạt động thì ông vẫn phải nộp thuế. Nên tôi nghĩ là với cái chính sách này thì có thể là doanh nghiệp người ta sẽ sẵn sàng, người ta gọi là công bố phá sản và có thể là xin Bộ Tài chính là xóa những cái khoản nợ thuế đấy cho doanh nghiệp. Nếu như có những cái doanh nghiệp mà bây giờ họ bên bờ phá sản, họ không còn có khả năng trả, thì tôi nghĩ là xóa nó đúng. Bởi vì chúng ta cứ để một cái con số mà chúng ta không thể thu hồi được, nghe cho nó to để mọi người cùng ấy, thì nó không có nghĩa lý gì cả. Thì cái việc mà xóa nợ thuế đối với các doanh nghiệp mà phá sản hoặc là chưa chuẩn bị phá sản là chuyện bình thường trên thế giới. Đề xuất xóa nợ thuế của Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến đồng thuận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho rằng, nên có các tiêu chí nguyên tắc xóa, khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải rõ ràng, chặt chẽ để đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh những quan điểm đồng tình thì cũng có những ý kiến cho rằng, hiện nay bên cạnh những doanh nghiệp thực sự khó khăn thì cũng có những đối tượng doanh nghiệp cố tình chây ý và chậm trả. Nếu phía cơ quan chức năng lựa chọn không đúng đối tượng để thực hiện xóa nợ thuế, thì mô hình chung đây sẽ là một biện pháp lợi bất cập hại. Chính vì thế, theo các chuyên gia, để khắc phục bất cập thì buộc các tiêu chí, nguyên tắc xóa, khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải thực sự rõ ràng, chặt chẽ và công bằng. Theo quan điểm của các chuyên gia, hiện nay có hai đối tượng doanh nghiệp mà phía chức năng cần phải nhận định rõ ràng là doanh nghiệp thực sự không còn doanh thu hay những doanh nghiệp có dòng tiền thực, có doanh thu về nhưng lại chây ý không nộp thuế. Nếu phía chức năng xóa nhầm cho đối tượng này thì có thể sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh không công bằng. Đứng trên góc độ doanh nghiệp thì nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là các doanh nghiệp chây ý không nộp. Doanh thu của doanh nghiệp được ghi nhận khi mà xuất hóa đơn. Có dòng tiền, có doanh thu chuyển về, nhưng mà doanh nghiệp chây ý không nộp thuế. Thế thì theo quan điểm của tôi thì đối với cả những doanh nghiệp loại như thế này thì họ buộc phải chấp nhận bị áp dụng các chế tài theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng mà đối với cả một cái nền kinh tế mà suy thoái, việc nợ lẫn nhau là rất nhiều. Những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, tuân thủ pháp lệnh về thuế thì câu chuyện có nên xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp hay không vẫn là điều phía chức năng cần cân nhắc. Bởi cơ quan chức năng không phân định được đúng đối tượng thì con số hơn 26.500 tỷ đồng được xóa có thể sẽ không giúp ích được cho doanh nghiệp. Đấy thì mình sẽ phải phân loại rõ ra, chẳng hạn như là những cái doanh nghiệp mà trước đây người ta kinh doanh hiệu quả nhưng mà người ta cố tình chây ý, người ta nợ thuế,
xong rồi có thể nợ vài năm đấy, xong rồi người ta công bố phá sản gì đấy, thì những cái trường hợp đấy thì chắc chắn sẽ có những cái hình phạt. Chẳng hạn như nếu mà ông mà chỉ nợ ít thôi, cái thời điểm mà ông thua lỗ, ông nợ ít và ông kê khai là đã chúng tôi đã phá sản, tôi không đủ khả năng để thanh toán những cái khoản nợ thuế, thì cái đấy thì có thể chấp nhận được. Còn những cái trường hợp mà khi mà kinh doanh có lợi, có lời, có lãi và ông không chịu đóng thuế, và một vài năm sau đấy bắt đầu là ông kinh doanh yếu đi và ông lại nợ bù thuế, thì ông có thể là những cái trường hợp đấy thì sẽ vẫn phải là phải nộp cái khoản gọi là tiền thuế trước đây mà đang nợ lại, phải tổng hợp lại. Theo các chuyên gia, đề xuất của Bộ Tài chính là thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với một số trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng, do trở ngại khách quan hoặc những trường hợp không còn khả năng thu là thực sự phù hợp với thực tiễn cũng như quy định mới của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, để đảm bảo việc xóa nợ thuế được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nói chung và ngành thuế nói riêng, thì việc quy định các trường hợp bất khả kháng cần được quy định cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách. Vậy chúng tôi nghĩ là những cái ngành nghề nào mà chính phủ chúng ta đang ưu tiên cần tập trung, ví dụ như là nông nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp liên quan đến nông sản, thực phẩm hoặc doanh nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta nên tập trung để có thể là giảm giãn hoặc nợ thuế. Như tôi nghĩ là hiện nay vấn đề về giảm giãn ấy, thì chúng ta nên có một cái quy trình nhất định, chứ không phải chúng ta đột ngột để chúng ta giảm luôn, bởi vì như thế là sẽ không tạo động lực cho các doanh nghiệp để chúng ta tập trung vào sản xuất kinh doanh, mà đấy gần như một cái cơ chế để bảo lãnh cho họ để họ sẽ cố tình làm sai. Và chúng tôi mong muốn là cái việc mà giảm nợ thuế sẽ được công bằng giữa các cái chủ thể các doanh nghiệp khác nhau, để làm sao mà các doanh nghiệp không được giảm và giãn thì họ thấy rằng đây là một cái hành động mang tính ý nghĩa và chính đáng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thuế, xuất phát từ tình hình thực tế, việc xóa nợ thuế cho các trường hợp nêu trên là rất cần thiết. Nếu nghị quyết này được Quốc hội thông qua, sẽ góp phần làm minh bạch số tiền nợ thuế, minh bạch nguồn thu, phản ánh chính xác số tiền nợ thuế, giúp cho công tác quản lý thuế của cơ quan thuế thuận lợi hơn. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.